Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục Nhà đẹp của Mark Home. Và ngày hôm nay, Ngọc Huyền đã quay trở lại và sẽ giới thiệu với quý vị một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng được Mark Home thiết kế cho gia đình của nhà anh Trâm ở Chí Linh, Hải Dương. Trước khi vào nội dung chính, tôi xin giới thiệu qua về chương trình ưu đãi hot nhất trong tháng. Giảm giá tới 30% chi phí thiết kế từ 200.000 đồng xuống chỉ còn 145.000 đồng một mét vuông. Miễn phí 100% chi phí thiết kế khi thi công trọn gói, đặt cọc trước nhận chiết khấu ưu đãi, hỗ trợ ký hợp đồng online và có nhân sự thường trực ở các tỉnh thành. Hỗ trợ giám sát từ 3 đến 5 lần khi khách hàng tự thi công. Có chuyên gia nước ngoài kiểm định và nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao tới tay khách hàng. Hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí và rất nhiều các phần quà hấp dẫn khác khi ký hợp đồng thi công trọn gói trong tháng này. Quay trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay, sau khi lắng nghe ý kiến và biết được mong muốn của gia chủ là có một ngôi nhà với một thiết kế đẹp, sang trọng, hiện đại nhưng vẫn phải đầy đủ công năng sử dụng, các kiến trúc sư đã đề ra phương án tối ưu nhất cho gia đình của nhà anh Trâm như sau. Với tổng diện tích lô đất là hơn 400m², các kiến trúc sư đã thiết kế khoảng tầm 130m² diện tích đất xây dựng công trình chính, còn lại là phần đất để gia đình trồng cây ăn quả và bố trí tiểu cảnh sân vườn. Nhìn vào mặt bằng định vị phong thủy, ta thấy được gia chủ thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Các cung của Tây Tứ Trạch bao gồm cung Càn, cung Đoài, cung Khôn, cung Cấn, tương ứng với các hướng như là hướng Tây Bắc, hướng Tây, Tây Nam và Đông Bắc. Nếu xây nhà theo hướng hợp mệnh thì gia chủ sẽ được hưởng các luồng khí tốt đến từ sao các tinh như sinh khí, thiên y, phục vị, phúc đức. Trái lại, nếu như chọn nhà hướng không hợp thì sẽ sinh ra xung khắc, gia chủ sẽ phải hứng chịu những điểm gở không may mắn. Căn biệt thự mái Nhật 2 tầng được hiện lên mang phong cách hiện đại, trẻ trung, khỏe khoắn. Màu sắc tổng thể của ngôi nhà với chủ đạo là hai gam màu trắng và xanh, tạo nên sự pha trộn hài hòa, mang tính thẩm mỹ cao. Ngoại thất của ngôi nhà còn được trang trí với các bồn hoa, chậu cảnh, tạo nên một không gian hòa nhập với thiên nhiên. Phần chân tường được ốp đá thẻ, không chỉ tô điểm cho ngôi nhà mà còn giúp bảo vệ phần móng, tránh bị rêu mốc nứt vỡ. Toàn bộ sảnh và bậc thềm được ốp bằng đá granite có cường độ chống chịu lực cao, nâng đỡ cho hệ mái Nhật là hệ thống cột trụ lớn vuông vức với những đường kẻ chỉ dọc theo thân cột. Phần chân cột được ốp gạch vân đá tạo cho ngôi nhà thêm khỏe khoắn và bề thế. Các đèn dọi chiếu sáng được bố trí dưới phần mái và trên các cột giúp cho ngôi nhà thêm nổi bật vào ban đêm. Toàn bộ hệ thống cửa chính, cửa phụ, cửa sổ được làm bằng nhôm kính sinh pha. Loại cửa này rất chắc chắn với kính cường lực cao cấp, không chỉ giúp cho không gian rộng hơn mà còn cung cấp ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà. Chiều ngang của công trình là 8,8m và chiều sâu là 14,7m. Đây là thông số tính cả phần sảnh và đô mái. Nếu tính diện tích sử dụng thực tế, ta có diện tích mặt bằng của tầng 1 là 106m² và tầng 2 là 78m². Như vậy, tổng diện tích cả hai sàn tầng 1 và tầng 2 là 184m². Từ sảnh chính rộng 13m², bước vào không gian đầu tiên chính là phòng khách. Phòng khách có diện tích 23m². Ở đây được trang bị một bộ bàn ghế sofa lớn để gia chủ có thể thoải mái tiếp khách. Phần trần được sử dụng trần thạch cao kết hợp hệ thống đèn LED và đèn downlight, góp phần tô điểm cho không gian nhà thêm đẹp mắt. Các kiến trúc sư cũng thiết kế thêm hai cửa sổ nhỏ để điều hòa không khí cho không gian này. Sàn nhà được sử dụng bằng gạch granite vân mây đá giúp công trình thêm bền vững. Bên cạnh đó, màu sắc của loại gạch này còn giúp nổi bật lên sự sang trọng cho ngôi nhà. Một kệ tivi đặt một tivi lớn đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí cho cả gia đình. Bên cạnh đó, kệ tivi này còn có tác dụng là giống như một vách ngăn, ngăn cách giữa hai không gian, phòng khách, phòng bếp, tránh từ ngoài nhìn thẳng trực tiếp vào bên trong bếp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phòng bếp và phòng ăn kết hợp, có diện tích là 22m². Không gian này được chúng tôi bố trí một bàn ăn rộng dành cho 8 người. Hệ tủ bếp vẫn thiết kế hình đường thẳng, một kiểu thiết kế quen thuộc trong tất cả các thiết kế của Mark Home, giúp thuận tiện cho việc sinh hoạt di chuyển trong không gian này.
với cách sắp đặt bếp nấu, bồn rửa, tủ lạnh sẽ tránh hai yếu tố lửa và nước đối đầu nhau, mang lại vận khí tốt cho phong thủy. Khu vực bếp cũng thiết kế một cửa sổ lớn để điều hòa không khí và cung cấp ánh sáng tự nhiên cho căn bếp đỡ ngột ngạt nóng bức. Không gian này cũng có thêm một sảnh phụ phía bên hông nhà. Đây là lối tiếp cận thứ hai, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển vào bếp mà không cần đi thông qua sảnh chính. Bên cạnh đó, sảnh phụ này còn giúp điều hòa không khí, tránh ẵm mùi thức ăn cho khu vực bếp. Nhà vệ sinh chung ở tầng 1 với tổng diện tích là 7m², trong đó thì được chia làm 3 phân khu, với thiết kế một bên là phòng tắm, một bên là bồn vệ sinh và đẩy lavabo ra phía ngoài sẽ giúp các thành viên trong gia đình có thêm nhiều không gian để sinh hoạt và mọi người cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian để chờ đợi nhau. Tầng 1 có 2 phòng ngủ, không khép kín, đồng diện tích là 12m². Các phòng ngủ này được trang bị các đồ nội thất cơ bản như giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm. Và phòng ngủ nào cũng đều được bố trí các cửa sổ để lấy ánh sáng tự nhiên và điều hòa không khí trong gian phòng. Bước lên tầng 2, ta sẽ đi qua một cầu thang rộng được lát bằng đá kim sa, mặt đen cổ trắng. Không chỉ tăng thêm tính hiện đại cho ngôi nhà mà còn mang đến sự an toàn cho người sử dụng, giúp mọi người không bị bức hụt vấp ngã. Bên cạnh đó, lan can cầu thang được thiết kế với kính cường lực, tay vịn gỗ, mang đến một không gian sang trọng, lịch sự cho toàn bộ khu vực này. Khu vực đầu tiên trên tầng 2 là phòng thờ rộng 14,5m². Bàn thờ được làm bằng gỗ hương chống mối mọt tốt, mà mùi hương thơm thoang thoảng của loại gỗ này giúp cho mọi người khi bước vào không gian cảm thấy là khoan khoái, đúng tính chất tâm linh. Hướng bàn thờ thẳng ra phía mặt tiền của ngôi nhà giúp đón tài lộc vượng khí cho gia chủ. Ở đây thông ra ban công phía trước nhà giúp đón ánh sáng lưu thông không khí, tránh âm u cho nơi thờ tự. Ban công có thiết kế một hệ lam bê tông được sơn trắng, bên trên có treo các giỏ hoa tạo thành một vườn treo, mang lại một không gian thẩm mỹ cho căn nhà. Ngoài ra còn đặt thêm một bộ bàn ghế để gia chủ có thể ngồi uống trà, ngắm trọn vẹn view của ngôi nhà. Tầng 2 cũng được thiết kế 2 phòng ngủ. Phòng ngủ số 3 là phòng ngủ master với diện tích là 13,5m². Phòng ngủ này được trang bị các đồ nội thất cơ bản như giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm, táp đầu giường. Ngoài ra thì còn có một nhà vệ sinh riêng được tích hợp đầy đủ, lavabo, vòi tắm sen, bồn vệ sinh. Có một vách ngăn kính ngăn nước bắn ra phía ngoài khi sử dụng vòi tắm sen. Phòng ngủ số 4 có diện tích là 12m², có cách sắp xếp và bố trí giống với các phòng ngủ dưới tầng 1. Sân phơi của căn nhà này rộng 16,5m², có đặt sẵn máy giặt cùng các vòi nước giúp thuận tiện cho việc giặt phơi. Nhà vệ sinh chung cho cả tầng 2 có diện tích là 4,2m², đó là toàn bộ phần mặt bằng công năng của công trình. Nhìn vào bản vẽ mặt đứng, ta thấy được là chiều cao của căn nhà là 10,3m, trong đó thì chiều cao bậc ngũ cấp là 750mm, chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,9m, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m và chiều cao mái là 2,8m. Nhìn vào bản vẽ mặt cắt của công trình, ta có thể thấy được là độ dày của dầm, trần, sàn, các phần được đổ bê tông, phần nào nên nâng cốt, phần nào nên hạ cốt để đảm bảo có một công trình vững chắc bền bỉ với thời gian. Nhìn vào bộ hồ sơ thiết kế điện nước cho gia đình của nhà anh Trâm, ta thấy được mặt bằng chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, sơ đồ nguyên lý cấp điện, bảng thống kê vật tư thiết bị điện, mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước, bảng thống kê vật tư thiết bị nước, sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước. Một yếu tố quyết định đến sự vững chắc của ngôi nhà, đảm bảo ngôi nhà bền bỉ không bị sạt lún theo thời gian, đó chính là phần móng. Ở công trình này sử dụng hệ khung dầm bê tông cốt thép, kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối, tựa trên các dầm khung và dầm phụ, kết hợp với đỡ tường ngăn. Ở trong bản hồ sơ kết cấu đã thể hiện rõ các hạng mục kết cấu cho công trình của nhà anh Trâm, kèm với đó là các bảng thống kê cốt thép cho từng phần nhằm định lượng được số lượng cốt thép cần sử dụng cho toàn bộ công trình, tránh phát sinh hay là dư thừa số lượng cốt thép gây tốn kém cho chủ đầu tư. Các phần liên quan đến hồ sơ thiết kế xây dựng nhà ở được đề cập ở trên đều trực tiếp ảnh hưởng đến dự toán giá thành của toàn bộ công trình. Có thể nói thì vấn đề tài chính luôn là một mối quan tâm lớn của nhiều người khi xây nhà. Tuy nhiên thì giá thành của công trình sẽ không có một con số cụ thể mà còn tùy thuộc vào quy mô, nguyên vật liệu, thiết bị. Các khoản chi dự trù thường bao gồm chi phí trực tiếp, vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí gián tiếp, chi phí quản lý, lán trại, chắc đạc, thuế giá trị gia tăng. Chính vì vậy mà dự toán công trình là một phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ thiết kế nhà. Và có thể thấy thì trong công trình của nhà anh Trâm đã được các kiến trúc sư của Mark Home chúng tôi kê khai một cách rõ ràng, đầy đủ và minh bạch để khách hàng có thể nắm được kinh phí mà mình cần đầu tư, theo dõi được tiến độ thi công cụ thể, phân tích được chủng loại, khối lượng và giá thành các hạng mục để tránh phát sinh chi phí. Vừa rồi tôi đã giới thiệu với quý vị công trình của nhà anh Trâm có địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương.
Và nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home hoặc là muốn Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình thì hãy nhanh tay liên hệ tới các số hotline của Mark Home 096-445-8888 hoặc 0828-133-333 để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!